lộn chết. Chị sao nổi mà... Nào là thấy rung rồi. Bây giờ dẫn ra xe hơi chở đi luôn. Dẫn ra xe hơi đi luôn. Đi lên xe trời hơi. Ơi trời ơi. Đi. Có thay đồ đẹp không? Có thay đồ đẹp không? Hay mặc đồ này luôn. Bước luôn, đi luôn. Mà sao cái đầu lỏng lỏng ở trên vậy? đi bằng xe này hả? Chị, đi bằng xe này đạp lên tới Sài Gòn hả? Đi xe đạp. Đạp chừng nào mới lên tới chảnh trời. Hả? Anh Mạnh ơi, bây giờ là coi như là chị Mạnh là chốt đơn. Bây giờ đạp xe đạp lên tới Sài Gòn gặp anh luôn nè. Tiệm Mạnh luôn. Tiệm anh Mạnh luôn. Và chị Mạnh nói là cái tướng tin của chị Mạnh là giữ anh Mạnh ơi. Giờ chị Mạnh cười đồng ý rồi. Chị Mạnh. Mà dẫn nè, là nói chuyện ở đây mày tao chứ về gặp anh Mạnh không có nói chuyện mày tao, phải nói chuyện ngọt em anh. Đúng rồi. Hay là chồng ơi. Dạ, mày tao thôi mày kỳ tao, lắm mày tao cho dễ kêu hả? Dễ chứ không. Hát nè anh Mạnh ơi, anh thấy chưa? Chị đi vô là máy Mông Trang năm đó 31-32 tuổi. Vậy là lúc trước mình chưa, lúc đó chưa có chồng ha? Lúc đó có chồng, không có con, dẫn về đi làm giống như thất nghiệp. Dẫn về đi làm Mông Trang, vô làm có một tháng, nhiều tháng gì kêu làm thực hành đó. Lúc đó là mình làm bên đó lâu không? Ở chỗ công ty đó đó. Làm có một tháng rồi cái về làm được về. Về là mình làm gì chị? Về mới đi lấy số bán nè, từ vậy bán rồi vậy số này nay hai mấy năm rồi. Là tính ra là chị làm cái công việc mà bán giấy số này cũng lâu rồi ha. Ừ. Đi bán số thấy lương bất bền quá. Đi vô Mông Trang tính vô làm ăn lương tháng cho nó ổn định, vô làm không được, có mấy có một tháng thì chị giống như chậm quá, tay chậm quá. Bị rớt. Làm không đợi người ta phải không? Không có ra sản phẩm nào giờ là mình đâu có tay nghề, phải có tay nghề thì mình vô mà làm được, không có tay nghề vô mới có tháng đầu làm sao thuộc được. Nói chung là vô đó làm là phải lanh lên, lanh tay, lanh tay lẻ chân mới làm kịp phải không? Ta làm như ta thi bên đây rớt rồi ta qua thuê bên nọ, ta chuyển khâu hoài cho nên cái tay của ta nó mới nhường. Còn mình mới từ nào giờ không biết gì hết, vô có tháng đầu làm sao thay mắt ôm chồng không mà. Có tháng đầu đâu có được, đâu có cũng như ta tuyển công nhân chính thức mình đâu có làm sao đậu nổi. Chị Mạnh là đông anh chị em bên thực hành thì chị đậu. Chị Mạnh là đông anh chị em không? Bên thực hành là ôm giải rồi đó hả? Ôm giải là bỏ lên là ôm là đậu, còn mà là may là thua. Ôm là sẽ trường của chị Mạnh mà. Chị là đông chị anh chị em không chị Mạnh? Ba chị em gái lận. Ba chị em gái. Ba em trai. Gia đình 6 người. Dạ, mình bán vé số như vậy đó là lâu như vậy là có ai trúng không chị? Rồi chị bán cũng trúng hoài. Mà có cái năm đó mà phải chị để là hai tờ đó, trúng rồi. Thì ba để lại chiều rồi cái tờ sách đi bán. Trời ơi. Phải đợt đó hai tờ đó cho trúng rồi giờ ta lên đời. Nói chung là nguyên lốc bán hết còn chừa lại hai tờ. Hai tờ là bán chiều cho người ta đó, chứ trúng đặc biệt. Trời ơi. Rồi tiếc sao lấy hai tờ đi ra bán cho người ta luôn trời. Và để lại là giờ là coi như là thành đại gia rồi. Về bán ở Long An rồi, đó về Long An mấy năm rồi đó, bán 5 năm. Bán Long An 5 năm. Bây giờ hồi đó đó cái số, tại vì số chưa làm chủ lại đi số được, thì giờ có anh Mạnh rồi, anh Mạnh sẽ lo hoàn tất từ A tới Z hết, khỏi còn lo chuyện đó nữa. Ai biết là gì. Anh Mạnh rất là thương con của vợ. Đó, yên tâm. Cưới gả là mốt là anh Mạnh đứng ra gả cưới hết. Anh thương vợ là thương luôn con đó, cái tiêu chí của anh là vậy đó. Nói chung là anh Mạnh là anh có một thằng con trai. Đó, bây giờ là coi như là ảnh bây giờ ảnh sống mình, ảnh là còn con của ảnh thì ảnh có con của ảnh có cuộc sống riêng rồi. Đó, bây giờ anh cũng thui thủi mình giống chị vậy nè, anh cũng muốn tìm một nửa yêu thương. Ngồi chỗ này là anh Mạnh thấy kết chắc luôn. Mà mốt để tóc dài lên đi nha, để tóc dài lại. Hồi nãy chị nói là bị gì, bị nắm da đầu. Nắm da đầu ha. Nắm da đầu thì về anh Mạnh sẽ dẫn đi da liễu. Xử lý xong rồi để tóc lại, tóc dài
về dòm là thiệt như người mẫu luôn bu. Mà sao dùng mỗi giá gà hoài vậy? nghe lạnh xương sống. Lạnh sống hả? Sao lạnh, anh Mạnh vuốt vô hết lạnh à. Nghe nhắc tới anh Mạnh cái nãy giờ biết mà. Để ý là nghe từ nãy giờ nói chuyện bình thường, cứ mỗi lần mà nhắc tới anh Mạnh là coi như là tay chân là nổi da gà hết trơn nè. Vuốt tay vuốt chân nè. Nổi da gà hết trơn. Nổi da gà này là quá sợ. Quá sợ nổi da gà. Sợ là biết anh có thương yêu không hay sao? Chồng hồi xưa có thương cưng không mà giờ sao mà sợ Mạnh? Mạnh không có thương lắm, cưng xỉu luôn á. Nhưng mà phải có sức khỏe nha, trời ơi Mạnh dữ lắm. Này là hơi gầy một chút, cái gu này anh Mạnh này cũng hợp, về anh bồi dưỡng thêm chút xíu cho nó có tí nữa chứ, cỡ này mà về anh Mạnh ẩm đi tắm luôn à. Chị được nhiêu ký chị? 3 mấy ký. Gì ốm như vậy? Hồi đó mấy năm trước chị tới chị mập 4 mấy ký là 4 mấy ký là vừa đó. Mấy không sao đâu, về chả nó mua cho vài hộp yến đồ ăn, về trong giam yến ăn có da có thịt lại. Trời ơi, ngày giảm cân hay sao mà sụt gần cả chục ký dữ vậy? Là anh như đi bán một đêm á. Nếu ăn đêm gặp ông nhiều quá về, rồi. Gặp cái shop, gặp rớt ngủ lần. Thôi đâu, còn ổng thì mà ổng gánh giác bằng ngày, đi bán bằng ngày không à. Mà có 100 tờ đó là chỉ bán ban đêm ban ngày mới hết là đặng hả? Hay sao? Vậy là nói chung là cũng hơi bán cũng hơi khó chứ. Hơi chậm. Hơi chậm á. Bình thường là chị bán ở đây còn bán được 100 tờ, lúc đó chị ở bên Tây Ninh mà chị bán có mấy chục tờ. Mấy chục tờ là sao đủ sống? Mấy chục tờ ngày có mấy chục ngàn à? Tờ là ở ngàn phải không chị? Tờ là ở ngàn. Trời ơi, nhìn thấy cưng thương không cả nha. Hôm mốt giờ về Sài Gòn đi mở đại lý ngồi chỗ đếm tiền thôi. Xong cái gì máy đếm tiền nữa ha? Máy đếm tiền nữa. Chiều người ta giao tiền lại cái này bỏ máy làm sạch xong ngon lành luôn, tút về tút là đàng hoàng, là như giống này giống cái hoa hậu vậy ta, hoa hậu Hoàng Vũ quá trời quá đất luôn rồi. Đẹp mà không à, em nhìn chị là em biết chị là rất là thích ăn mặc đẹp đúng không? Nó em thấy tay chân của chị là áo vàng luôn nè. Áo vàng nè, trời ơi gu anh Mạnh áo vàng nè. Để chuyến sau xuống rồi kêu anh Mạnh xuống mua cho chị mấy cái đầm mặc đầm mà đạp xe đạp đi bán vé số. Gió thổi tung bài anh Mạnh đứng xỉu luôn. Trời ơi. Ở đây là bình thường là bạn bè của chị có hay vô thăm chị không? Có. Có nào vô. Ở đây là bạn gái hả? Rồi bạn gái của chị có ai mà muốn lên du lịch có nói yêu thương không? Sẵn chiến rồi kêu vô đây quay luôn. Là mấy người bạn của chị là cũng đi bán vé số chung vậy đó hả? Nó làm gì khác. Vậy giờ có chồng đại gia vậy làm sao ta? Để tới đó là không có được quên bạn bè nha. Tới đó là giàu đi Sài Gòn gì à, coi như mỗi lần về là coi như đi xa hơi không á. Đúng rồi. Mở cửa làm cái. Giờ nói tới chồng giàu chị ám ảnh quá. Sao vậy? Ảnh. Chồng này chồng người ta thương mà. Thôi bước thêm bước nữa. Nói chung là chị Mạnh cũng nó là chưa thấy chưa tin. Phải test hàng chứ mới được. Test hàng. Chết nó Mạnh rồi trời ơi chị. Chị Mạnh rồi test anh kìa. Mạnh ơi bây giờ là anh xuống trực tiếp đi cho chị ở đây là test một đêm. Nếu mà hàng tốt thì coi như tiến tới luôn không chị? Nói chung là ăn cơm trước kẻng. Nói chung bây giờ chị Mạnh là không có ngại trong cái vấn đề mà tình cảm là chị rất là thoải mái trong chuyện đó. Là giờ phải test thử xem coi nó cười quá nó là cây củi nè, nó cũng rêu. Em để ý hồi nãy giờ nha, là chị Mạnh với anh Mạnh rất là hợp. Đúng rồi, cái tên chị, hai tên nó cũng tương tự nữa. Hợp cái tên không nói, rồi bây giờ hợp luôn cái tính tình. Là chị Mạnh thì chị cười hoài à, còn anh Mạnh thì anh nói tao nói tối ngày, người nói người cười là coi như về chung nhà là coi như rất là hợp luôn. Ok rồi chốt này, đơn cưới luôn, bảo đảm hai người này không bao giờ cãi lộn. Mình cưới sớm đi chị, cưới tết noel rồi tới lạnh lắm.
Bây giờ 50 còn đẻ con được nè, giờ đẻ một hai đứa để mà sau này mốt về già nữa để cho anh Mạnh nuôi anh Mạnh nè. Chị đâu có đẻ nữa đâu. Sao vậy? Nghỉ đẻ rồi. Nghỉ luôn hả? Hiện tại là nghỉ nhưng mà 11 anh Mạnh gì ba đứa à? Là xây sẫm mà đẻ chi nữa. Đẻ nữa thì anh Mạnh lo chứ chị đâu có cái chuyện đó, chị lo làm chi? Thì chị nói chị nghỉ rồi mà nghỉ hiện tại bây giờ là mới mốt về có anh Mạnh này tới đó không có khác. À, gọi anh Mạnh hay gì? Gọi anh Mạnh hay gì? Này, để giúp cho Zalo. Để giúp cho Zalo. Thôi chúc đi. Chúc đi. Ngáp hoài luôn. Nhớ anh Mạnh ngáp à. Rồi lật bàn tay lên em coi coi. Lật ra. Trời ơi, chỉ tay này coi như là chuẩn bị có chồng đại gia rồi nè. Đúng luôn. Trời ơi. Cái đường tình duyên này là coi như chuẩn bị có chồng đại gia ở Sài Gòn luôn. Chuẩn bị tinh thần đi. Thấy da bọc xương. Da bọc xương thì giờ về với anh Mạnh, Mạnh sẽ cho ăn uống no là đầy đủ lại có ông bồi bổ rồi. Da phải mình có da chứ. Đừng để người ta tạo da cho mình mệt lắm. Không, cái đó là mình ăn uống là mình có da là thôi chứ. Người ta tạo da mình mới mệt. Hả? Mình tự tạo đi. Mệt gì thì nó có mệt nó có sướng chứ. nghe nói hai chồng in chéo anh chéo cái hoài luôn. Hồi này chị Mạnh này chắc dữ lắm nè. Sao mà làm lại đâu? Sao lại được? Cái này là phải nằm kèo trên chứ. Lơ mơ là anh Mạnh là coi như là bị chị Mạnh hạ gục. Leo lên trên. Rồi chị dắt em ra em coi chiếc xe đạp của chị kìa. Không ai đó. Đâu dẫn nè, coi rơi vô gì chủ nhân mà không dẫn ai dám ra con. Coi đi giờ cho anh Mạnh coi chiếc xe đi để anh Mạnh đem chiếc xác xuống. Tập cho chạy. Tập hết cái gì trời ơi. Tập, tập cho chạy. Nấu cơm đây nè hả? À, nấu cơm. Vì sao ăn cơm còn để lại gì vậy? Rồi. Trời ơi cái gì vậy? Nấu nồi súp hay gì? Con mèo nó làm đổ hết rồi hả? Rồi đồ ăn cái gì? Đồ ăn nguyên nồi cơm luôn hay sao? Nồi nước súp đổ sạch rồi. Trời ơi, ngồi chút xíu nữa ra anh Mạnh chở đi ăn phở. Nè bây gà nè, đợi anh Mạnh xuống nè. Đó. Xuống đi em bằng gà cho anh xong. Anh Mạnh ơi, xuống mảnh bằng gà cho Mạnh ăn. Trời ơi, đổ hết trơn rồi. Anh Mạnh ăn cái gì? Anh Mạnh ăn phô câu gà không? Cái nồi nước súp đó là ở đâu chị? Nồi nước súp là cũng là nấu mì ăn. Thôi chút nấu nước không đi. Đây, dù của anh Mạnh đây, anh Mạnh ơi. Đây, coi chiếc siêu xe của chị coi. Siêu xe mà để ở sao ba ga gì đâu tùm lum vậy? Rồi mới bóp rồi, thì anh Mạnh đi bằng đường gì? Anh ngồi đâu? Anh ngồi trước gỗ hả? Rồi, siêu xe của chị đây hả? Xì tin rồi nè, giờ cái gì đâu mà chai hũ gì đâu tùm lum giống vậy? Một mình một thân mà có ba ga làm gì? Rồi sao này gắn cái gỗ chi vậy? Gắn gỗ để đâu? Đâu lại, xích lại đây cái review xe đây. Để gì? Để vàng hả? Son khoáng. Vậy son khoáng, đưa coi coi. Đi hát. Hát gì? Hát biết ca luôn đó hả? Hát với nhau. Bạn bán đâu, với đâu, số. Trời ơi, cái này. Ơi. Vậy cái đó là ai mua tặng chị? Quá trời rồi. Trời biết vậy là hát với nhau là hát hay lắm mà nãy giờ năn nỉ hát không chịu hát nha. Đánh thuộc đâu hát. Hát mãi đi, hát mãi đi. Cái bắt lên sao mình ca vậy? Hát mãi đi. Không thuộc, thiệt tên luôn, không thuộc. Ý là hát karaoke, có chữ nó chạy thì mình nhìn theo mình hát được ha. Nhìn theo mình hát. Vậy anh Mạnh là gì? Anh Mạnh là dục chiếc siêu xe này nha. Bỏ luôn, cho em. Rồi cái đó cái gì nữa vậy? Này hầu câu, kiruma, lát nữa đem chồng. Trời ơi. Học gì? Ăn là lấy cái hộp về chồng hả? Học cái gì, kiruma. Liên kiruma hả? Chồng được không? Ở trước này cái gì? Đâu review cái gỗ trước coi. Hả? Cái vỏ có gì đâu. Xe hai cốp nha, đây nè. Ồ, vỏ đựng gì vậy đó. Để còn bỏ đồ nghề không à, nón nải này kia, áo mưa. Đồ nghề không à, chứ không có gì hết rồi. Đồ nghề đi hát, nón đồ nè. Đâu, đồ nghề đi hát là sao đâu.
là cái nón đâu, đội nón lên em coi coi. Nón nè. Ôi nón đẹp quá vậy, đội lên coi. Ôi ôi. Cái này mà có cái mắt kính đen gì đeo vô nó nhìn như Việt Kiều luôn. Vậy là mỗi lần đi hát là lên đội nón đó hay là sao? Vừa có thay đồ không? Nhiều nón lắm. Ồ đâu đâu đâu, lấy mấy cái đó đội vô thử coi cho em coi. Vậy là chị thích sưu tầm nón hả? À, chết anh Mạnh, chết anh Mạnh ơi. Vô anh Mạnh ơi, vô anh Mạnh ơi. Siêu xe mua trần hai cớp, cấp trước cấp sau luôn. Để đồ trang điểm và dụng cụ để đi quá trang đi hát rồi ha. Rất tiếc là bữa nay là không có dây chai đâu, lộn toàn đồ đi hát không. Đồ đi hát hả? Đâu hồi đâu chị vô mở nhạc lên điện thoại chị hát tặng cho bà cô chú một đợt đó. Trời ơi, đã không có thuộc. Thì mở nhạc trong điện thoại đó. Cái bài mở cái chữ thôi, còn cái tiếng tắt. Cái thường thường là chị hát ở đâu? Hát ngay trong mấy cái quán cà phê có chương trình hát với nhau á hả? Hát với nhau á. Rồi hát với nhau vậy sao đi bán vé số? Thì hát mà chỗ nào chỗ thôi, chứ hát nhiều chỗ quá hết cọc vé số lấy đâu có. Thì được. Thì đâu. Đêm hát chỗ được rồi. Hát chủ yếu đi mình bán. Trời ơi, cái đứa này về anh Mạnh quần ba bữa. Đâu vô lấy điện thoại đi. Điện thoại có internet không? Yeah. Có internet không? Mở lên hát này. Để em mở, em lấy điện thoại cho chị hát bài nào để em mở cho. Nhìn theo mình hát ha. Hát tặng ông bà cô chú một bài. Không, đây nè. Không có thuộc bài sao hát. Đây thì nè. có chữ nó chạy nè. Có chữ nhưng mà nhỏ quá không thấy được. Giờ làm sao cho nó bự ta? Mở ngang cho nó bự. À đây có tivi không, có nói với tivi coi. Mở ngang bự đi coi. Bài gì chị hát, bài gì nè? Hát bài gì em mở cho. Lan và Điệp. Lan và Điệp. Em tắt tiếng đi. Karaoke. Nhiều bản lắm, bản nào cũng ca hết á. Mà trên tình hình nó nhảy chữ bự dễ thấy đường. Nói chung là coi như là nhạc trẻ, nhạc trữ tình, ca cổ vậy chứ quốc giáo hết không? Ca nhạc là nào cũng được hết đó. Trời ơi. Nhạc là bản nào cũng được hả? Ủa, cái này gõ cửa trái tim này ca được không? Nhạc trữ tình là chị thuộc luôn á. Nhạc dễ ca lắm. Nhạc trữ tình là dễ ca hơn nhạc rẻ. Nhạc rẻ tại nó rẻ bây giờ nó ca lẹ lắm. Nói chung là phải thuộc là ca mới được. Nhạc rẻ phải thuộc ca mới được. Nói chung là mọi cái thể loại nhạc là chị quốc gáo hết nha cả nhà. Mai mốt là anh Mạnh về là coi như anh Mạnh muốn nghe nhạc gì là chị phục vụ nhạc đó. Hát cho nghe tối ngày luôn. Ví dụ nhắc tới anh Mạnh là chị Mạnh cười nó rất là vui. Đó, cuối clip rồi đó, có lời nào nhắn gửi không? Nói anh Mạnh ơi, em nuôi gà, chờ anh Mạnh xuống, em mần thịt đãi anh Mạnh. Đó. Chứ không lẽ giờ là chị tiếp với anh Mạnh con gà hả? Được không? Chị không có tiếc. Nhưng mà cho mình chị thường là nuôi gà để cho không à. Nhưng mà cho thì cho đi chứ không bao giờ cần cho lại. Cho đi chứ không cần cho lại ha. Nói chung bây giờ chị nếu mà chị nói vậy thì giờ chị không cần nhận lại, chỉ cần nhận cái tình cảm chân thành của anh Mạnh được rồi. Đúng rồi. Đó. Chứ còn ấy mình cho đi mà mình đòi mà mỗi cái mỗi đòi cỡ người ta có người ta cho, người ta không có lấy gì đòi lại. Đúng rồi, là tình yêu phải xuất phát từ hai trái tim phải không chị, chứ không phải gì hoạt chất đó. Chị Mạnh ở đây thì cần một người là có biết thương yêu chị cũng như là chăm lo cho chị đó, thương chị cũng như là thương con chị luôn đó. Thì đúng cái tiêu chí luôn, anh Mạnh thì ảnh lên anh tiện vợ là lúc nào anh cũng nói vậy cho nó, anh lúc nào anh thương vợ là thương luôn bên gia đình vợ luôn. Thương luôn bà hàng xóm ở bên nhà vợ luôn. Không chịu à, vẫn chịu à. Thương vậy thì hơi quá lố thôi chị. Nói chung giờ thương gì chị Mạnh thôi, không cần mà tới hàng xóm. Nhưng mà cuối clip rồi thì em cũng nói khi mà anh Mạnh á mà xuống đây á thì trước khi rước chị về Sài Gòn thì anh chị cũng phải mặc áo dài vậy ha. Ảnh thì cũng bận đẹp đẹp xíu rồi thắp nhang cho chồng. À, chồng cho em xin lỗi hôm nay là vì cái tình yêu đã đến em xin rời xa chồng. em tạm chia tay chồng để em đi theo cái cuộc tình mới của em. Mình ở đây là mình có cái bộ đồ nào đẹp đẹp không, có đầm nào không hay là vậy? Chứ mấy bữa đi hát với nhau là chị cũng mặc đồ này hay sao, hay là định đi thì bận đi hát rồi mình thay đồ khác.
Có đồ đi hát luôn hả? Đâu lấy em coi coi đẹp không? Đâu thay đồ, thay cho con coi. Đi. Lên đồ đi. Đi, bận quất. Đi. Quất đồ đẹp lên ấy. Bà... hát hay như vậy rồi lên đồ nữa, nếu mà ăn ảnh rồi coi như mốt lọt vô cái muốn cái... coi Facebook á, thầy thấy chứ gì đâu. Ôi. Cần phải đâu phải cần không, bây giờ muốn coi trực tiếp mà rồi vô giống thay đi, tôi em ngồi đây chờ, không có đi vô giống đâu mà sợ. Ở đây không có đồ, đồ bỏ trong chạy đâu á. À là đồ gửi đồ. Ha, tới chừng nào đi diễn là mới lấy ra. Mỗi lần mà đã bình thường là không trang điểm, đã xinh như vậy rồi mà trang điểm mà đánh phấn thì son môi lên nữa rồi sao chịu nổi trời. Có gì đâu, bình thường chị. Anh Mạnh xong rồi, Mạnh tới rồi, tới chuyện anh Mạnh ơi. Tới chuyện rồi, mà giờ chị hứa đi. Chị hứa là giờ chị giữ là cái gì? À, cái gì vào? Để cho anh Mạnh của em nha, không bây giờ là không có cho ông nào nữa đó. Chị hứa chắc cú nha. Có thể là ngày mai em dẫn anh Mạnh xuống nè. Chị không dám hứa ai hết à. Mà dạ, ai tới trước là chị cho trước hả? Mà anh Mạnh mai xuống đây được không? Ha, cho cũng tìm hiểu đi ha. Nói chung nếu mà mình nói qua vậy không thì không có gì gọi là cái bằng chứng hết, cho gặp trực tiếp luôn. Đúng rồi. Gặp trực tiếp luôn cho hai người tìm hiểu với nhau. Hai người nói chuyện là anh nghĩ là hợp. Cái độ tuổi với như cái tiêu chí thì đúng như là cái gu anh Mạnh chọn rồi đó. Đúng rồi. Mình dây. Mình dây à. Cao 1m39. Tắm đi tắm luôn. Đặc biệt là anh Mạnh mà về với chị Mạnh là coi như là chị Mạnh hát cho anh Mạnh nghe tối ngày. Còn ngược lại thì chị Mạnh về với anh Mạnh thì anh Mạnh nói về chị nghe tối ngày luôn. Hai người thì nó được cái này nó mất cái kia thì nó sẽ bù qua sức lại. Hai vợ chồng mà coi như về chung nhà coi như tường bung luôn. Người hát thì Mạnh người nào hát rồi Mạnh người đó nghe rồi Mạnh người nào nói Mạnh người đó nghe coi như bung tường luôn. Đụng tới giường thì giường bung chân. Đặc biệt là sức chiến đấu của chị Mạnh là rất là mãnh liệt. Chị đụng là hốt. Ăn cơm trước kẽn, tết hàng trước. Chọn sao tết đó là cái tiêu chí của chị Mảnh nha cả nhà, phải tết trước. Trời ơi, mấy con mèo này chị nuôi hay là nó tự vô đó? Mèo này ở ngoài người ta bỏ đó. Vô rồi chị cho nó ăn. Tết nào đúng tiêu chuẩn thì lụm, còn nào không đúng tiêu chuẩn do ve hả? Chị bên đây là coi nguyên có nguyên một vàng dép guốc rồi, rất là đẹp nha nè. Cái này là anh ta cho chị hay chị mua? Mua không á. Đồ nghề là sắm đi diễn đúng không? Người dép là toàn là để cao chân được không ha? Đây nè, đây dép chị mang nè cả nhà. Sắm đồ để đi diễn luôn, diễn vậy có tiền không? Ha, ca gì đam mê? Đâu có tiền bạc gì đi, bà chủ yếu là vô đó ngồi bán vé số. À, vô đó diễn đồ đẹp để bán vé số hả? Được nhiều để nhiều cái sáng đi tiếp. Wow, trời ơi, chổng trai hàng hà rồi, thôi em không có cho chị đi này, nữa đâu. Cái này chắc chưa chổng là em nghĩ là bán vé số là phụ thôi. Rồi, vậy bây giờ là em chốt đơn rồi đó, là không cho chị đi mà vô ba cái vũ trường, ba cái chỗ mà đèn màu đó nữa nha. Bây giờ là phải giữ gìn là cái thân thể này để cho anh Mạnh với chốt đơn rồi thì giờ khi nào mà tôi kẹo đi rồi chị đi đâu gì đi. Rồi đó là em chốt rồi đó. Ủa anh chốt à? Anh cứ cho anh Mạnh, cứ cho anh Mạnh chốt. Cho anh Mạnh. Để anh Mạnh á dặn anh em mới tụi mình thì giờ cứ đi đâu á gặp cái người phụ nữ nào mà đúng tiêu chí của anh Mạnh thì cứ chốt đơn. Chốt. Đó. Là anh Mạnh sẽ là trực tiếp để mà gặp gỡ, trao đổi giao lưu rồi muốn test cho chị test thoải mái luôn. Anh Mạnh á là súng đạn cũng là mười mấy hai chục năm nay cũng giữ gìn nguyên vẹn. Đó, chưa khi... chắc là gà màu hơn mẻo nào đâu nha. Nhiều khi súng bị xét nữa. Súng xét thì chị này thông đồng được hết á. Súng xét rồi gặp bên đây bia mục nữa. Bắn được không đây trời? Sử dụng được không? Hỏi thiệt nè, giờ còn sử dụng được không? Còn chạy tốt không? Hỏi câu có trả lời. Còn chạy tốt không? Hôm mai nè, hôm mai nè. Đã nghĩ xanh rồi biết còn tốt không? Nghĩ xanh nhưng mà cái chuyện là cái đâu vẫn sao mình được. Của mình sao mình biết được? 60. để người ta test người ta mới biết phải không? Cười. Quá tài. Vô cái test thử hơn chút cho dạo vô test thử luôn.
Cái hàng của anh Mạnh mà anh kêu em test là may, cái này bắt ông Mai test thử không được này nghe. Quá trời luôn. Đã ta kêu test thử đi mà cứ hậu hoài. Ôi xài, mình xài, xài điện thoại iPhone luôn hả? iPhone 16 luôn, anh nào mua tặng chị vậy hả? Chị Mạnh. Ủa mà chị. Thiệt không? Cái này của bà chị. Mận bà cũng bà xài rồi, kiểu bị nứt màn hình, chị bỏ chị tiền là chị đi thay lại. À để có gọi với lại bạn trai đâu ha. Rồi từ giờ tới là em cấm nha, không có cho liên lạc với bạn trai nữa nha. Có điện thoại gì chứ cũng đỡ coi bài hát. Vậy là luyện thanh trước đúng không? Đừng bắt lên vậy. Theo báo Tuổi Trẻ Online đưa tin, ngày 30 tháng 11, lãnh đạo công an. Chào đi, chào ông bà cô chú. Có lời nào gửi tới anh Mạnh không? Giờ em cho anh Mạnh test thử nè, chứ giờ không biết gì nói đó, anh Mạnh ơi, bữa nay thì em cũng lên hình ảnh rồi đó, anh xem được thì chốt đơn, được xuống. Thì xuống luôn cho test. Chỗ này là đẩy được 30 bàn. Bộ test thoải mái thôi sao? Con sẽ đè đại tới 7 mâm hả? Đại 7 mâm. Không, cái con này là con đại bàng mới chia sẻ. Con đại bàng là con gì động vật quý hiếm của anh Mạnh. Đại 7 mâm là bạn bè của chị không á hả? Vậy là bạn bè của chị là cũng hơi nhiều ha. Đó, dòng họ nè. Rồi chịu đi. Chịu ơi, mất khả rồi. Nãy giờ ngồi gãi đầu hoài luôn. Đó, bây giờ chốt nha anh Mạnh, bây giờ chị cũng không đòi hỏi gì nhiều đâu. Đẩy tầm cỡ 7 mâm ở đây thôi. Mà bây giờ em nói thiệt, thí dụ bây giờ anh Mạnh á là ảnh có giá giá đó, khi mà cưới là anh cho 2000 đô. Vậy đầu này kia là chị có nhận không? Không nhận thì em nhận. Đây cứ nhận thế đi. Không, cái này là chị cưới chị nhận chứ. 2000 đô là quy ra cũng được năm mấy triệu phải không? 2000 đô thì được nó tầm được năm mấy triệu. Năm mấy triệu. Đó là cái đó là tiền cho Đức. Đức luôn. Yeah. Hay là có đòi hỏi gì nữa không? Đòi hỏi nhà lầu xe hơi tiền tỷ gì không? Nói về thì anh cho chiếc SH thì bán vé số luôn. Muốn bán vé số bán, không bán là thôi, ở nhà anh nuôi. SH này giờ đi gom tiền. Gom tiền đó, mở đại lý vé số ra, giờ là sáng ngày là chiều là mình giao cho là bạn hàng. Giờ bắt đầu cái chiều chạy xe đi là người ta đi bán, kiểu như người ta về không kiểu đó. Mình phải đi chạy vòng Sài Gòn để đi lụm tiền mấy người đó. Vậy là mỗi mốt là ở khu vực Sài Gòn là sẽ có một cái đại lý là chị Mạnh vé số. Không, Sài Gòn đại lý số Mạnh 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 Vlog. Mạnh Mạnh tới nóc. Tới nóc. Tới nóc luôn. Mạnh Mạnh tới nóc. Không, cái này mà hai người này đụng lại tới nóc thiệt luôn em ơi. Này suy nghĩ à. Chị Mạnh này quá dữ rồi. Hồi nãy đưa coi tấm hình anh Mạnh là coi như chốt đơn rồi. Để... ok phải không chị? Để thử. Ổng lớn hơn chị con giáp 12 tuổi. Trẻ măng hà, không có yên tâm, không có mà như là mấy ông lão đâu sợ. Chị 50 tuổi là tuổi con gì ta? Chị tuổi mèo. Mèo hả? Mèo với cọp. Ủa mèo ảnh là thịnh mà. Ảnh là thịnh phải không? Mèo với cọp, mèo với giận là nó hợp rồi. À. Thì tiểu hổ đó là cái kia là đại hổ. Ôi ôi, vậy là hợp luôn. Rồi. Tiểu hổ đại hổ đó là hợp rồi. 2 tuổi này về hợp rồi. Mà chị Mảnh hơi mắc cỡ một chút nghe. Chưa chắc đâu em, chưa chắc ha, gặp sắp với ai mắc cỡ ai nha. Hai mèo vậy quấn lộn chị sao thấu. Đâu á, cũng phải có người nhường người ấy chứ. Không, con giận, con cọ, con mèo. Anh kia anh Mạnh là con sợ. Hả mà chúng bà con. Một tướng thì nó tranh chấp quấn lộn. Không, nhường nhịn hết á. Thấy cái tình hình này là nhường nhịn hết á. Không, hai cái tuổi này gì giặt lộn, không có đánh lộn đâu. Nhìn là mèo với con cọp được, chứ con mèo mà với con mèo hai tinh nó giống nhau, đứa nào cũng đòi tranh chấp hết. Tranh chấp thì đè ình chéo, ình chéo. Quên lộn chết, chị sao nổi. Mà giờ cho em hỏi thiệt nè, khi mà gặp anh Mạnh là test thử mấy cái. Nhắm sức test mấy cái. Hỏi không chỉ khó trả lời, chứ người ta muốn mấy nghe, cái rồi mấy nghe, cái rồi vậy. Nói tuổi con mèo là thấy rung rồi. Đâu, anh kia là con cọp. Anh Mạnh là con cọp. Rung là... cái gì mà rung không biết à. Về cho chị bắt con cọp. Dữ dữ lắm. Nó ngang ngửa với tao. Tao không có hơn. Chị không có tháo đâu. Tao đòi hơn nữa. Nó đòi hơn tao đâu được. Quên mày. Chạy cao luôn rồi anh
Mày tao luôn anh Mạnh ơi. Rồi chỗ này không được. Bây giờ con mèo thì bây giờ con mèo sợ con cọp thì con mèo nằm trên, cọp nằm dưới. Dễ dàng hết. Cọp nó sợ con mèo. Cọp sợ mèo hả? Đúng rồi thì đúng luôn rồi. Con mèo nó đợt trên. Con mèo rồi nằm trên. Con mèo rồi nằm trên. Tự giận luôn. Con mèo vừa bắt con cọp luôn. Bắt cọp con mèo bắt cọp. Con mèo vừa bắt con cọp theo con mèo trên mà. Nào, dụng cọp em dụng từ cũng hay quá, bắt con cọp. Bắt con cọp. Đó anh Mạnh ơi, bây giờ là mai mốt là chị Mạnh gì là anh là chị Mạnh sẽ bắt con cọp anh cho anh coi. Rồi vậy là đúng rồi, vậy chị bây giờ tướng tin của chị là hơn anh Mạnh rồi. Đó giờ đồng ý rồi, giờ chốt đơn, giờ em dặn lần cuối nè là giữ gìn thân thể cho anh Mạnh nha, không có cho ai nữa đó. Nó không cho ai test thử đó. Chị đó.